Resort Villa. Resort Villa là anh chị sẽ thấy là toàn bộ cái khu vực được tô màu xanh biển ở phía này. Ở đây thì chúng ta sẽ có những căn villa là song lập và một số căn ở đầu hồi thì thiết kế là dạng là đơn lập. Thì rõ ràng là toàn bộ đều là những cái thiết kế rất là đẳng cấp. Lại một lần nữa, những cái căn shop villa này cũng khá là được coi là siêu phẩm. Bởi vì các anh chị cũng biết là đất ở Phú Quốc thì tất đất tất vàng. Nhưng mà ở đây chúng ta xây dựng rất là phóng khoáng. Cái lô đất của chúng ta thì ngang là 12, trung bình là chiều dài 22,7 cho tới 25 mét. Tùy vào cái khu vực, có chỗ nó dài 25, 22,7, có chỗ là 24, 25, 26. Nhưng mà trung bình thì nó rơi vào khoảng là 22 nhân 12 nhân 24. Và cái lô đất á, rộng 12 mét thì chúng ta xây dựng ở trên đó cái căn biệt thự song lập. Như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hình khối mà cái căn biệt thự đó mỗi bên nó sẽ có cái chiều rộng căn nhà là 9 mét và hai căn nó sẽ áp phần hông vào nhau tạo thành một cái khối song lập. Thì cái khối song lập này sẽ có cái chiều cao tầng là 2,5 tầng. Và thiết kế thì cũng vừa hiện đại mà vừa phù hợp với cái khí hậu nhiệt đới. Các anh chị sẽ nhìn thấy là đâu đó cũng sẽ khá là bắt gặp cái đường nét quen thuộc. Bởi vì nếu mà nói về cái kiến trúc nhiệt đới á, thì chúng ta vẫn tuân thủ những cái nét tinh túy mà kiến trúc nhiệt đới họ đã chắt lọc qua nhiều thời kỳ, cũng hơn 100 năm ở tại Việt Nam, để cho nó thích ứng và phù hợp với cái khí hậu nhiệt đới. Khi nắng thì cũng khá là nhiều nắng, và khi mưa thì cũng mưa kèm với những cái cơn gió gió miền nhiệt đới. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái phần mái hiên rộng đưa ra, và chúng ta sẽ có cái phần ban công để mà tạo ra những cái không gian thưởng thức đón nắng đón gió. Và cái phần hiên cũng như là vì cái tính chất là ở đây có thể kết hợp làm thương mại, cho nên chúng ta cũng sử dụng cái hệ kính ở dưới tầng 1 và tiếp cận dễ dàng cũng như là nhận diện cái thương hiệu tốt. Nếu như mà chúng ta không sử dụng cái căn nhà này cho mục đích lưu trú nghỉ dưỡng thì chúng ta có thể sử dụng làm một cái nhà hàng hoặc là một cái cửa hiệu kinh doanh. Và anh chị sẽ thấy là cái khu đất nó rất là rộng. Cái chiều rộng là 12 mét và chiều dài 24, trung bình là 24 mét. Thì chúng ta, cái phần mà chúng ta xây dựng cái căn biệt thự á, thì chúng ta xây xây dựng căn biệt thự chiều rộng là 9 mét và chiều dài là 15 mét. Như vậy chiều dài 15 mét thì chúng ta vẫn có cái phần sân trước và cả cái phần sân sau. Cho những ai đam mê vườn tược có thể là họ làm ra một cái cửa hàng cà phê có cái phần sân vườn và rất là bắt mắt giữa cái thiên nhiên trù phú và đa dạng của cái khu vực bãi dài này. Thì đây chính là cái kiến trúc mà chúng tôi đã phác họa dựa trên cái mong muốn về một cái shop villa hướng biển, tại vì cái khu vực này nó nằm rất là sát biển. Và cái shop villa hướng biển thì nó tiện lợi ở chỗ là nếu như mà anh ở như một cái second home thì anh sẽ có sẵn những cái dịch vụ thương mại ngay tại retail villa, ngay tại shop house, ngay tại quảng trường biển, có các cái hoạt động cộng đồng và lễ hội. Nhưng mà anh cũng vẫn có cái không gian sân vườn riêng cho cái căn nhà của mình nếu như mà anh muốn đó là một cái second home để nghỉ dưỡng. Nhưng mà nếu anh muốn biến nó thành một cái không gian thương mại thì nó nằm tiếp cận ở tất cả những cái địa điểm mà gọi là lợi thế cho thương mại. Thứ nhất là chiều rộng của công trình, một cái căn nhà rất là rộng, rộng hơn cái căn shop house, và có cái sân vườn để mà anh kinh doanh được. Anh ở cái vị trí cũng liền kề, thì chúng ta sẽ sở hữu 1/2 cái khối công trình này. Ở trong shop villa thì chúng ta mang phong cách là biệt thự phố, cho nên là chúng ta vẫn tôn tạo cái phần cảnh quan, tạo ra những cái bóng mát để mà ở đó cái chủ nhà của chúng ta có thể là sử dụng lưu trú nghỉ dưỡng thì họ cũng cảm thấy cái không gian sống nó rất là xanh mát. Hoặc nếu mà kinh doanh thì cũng là những cái loại hình kinh doanh hướng tới những cái khách hàng cao cấp, cho nên là nó sẽ là cà phê sân vườn hoặc là những cái nhà hàng có vườn và hướng biển. Cho nên là ở đây chúng ta sẽ chú trọng là giữ nguyên những cái cây to và đồng thời làm thêm cái cảnh quan thành nhiều tầng bậc, tức là có cây thấp tầng, có hoa và có những cái cây cổ thụ cao tầng để tôn tạo cái cảnh quan kết nối ra cái khu vực biển.